Hãng sản xuất thép Nguyễn Minh Vina với thương hiệu Vina One chiếm 20% thị phần tại miền Nam và Campuchia, đang có mục tiêu tham vọng tiếp tục mở rộng thị trường. Hãng này cũng vừa nhận được giải thưởng vàng và cúp vàng Việt Biêu. Vina là một trong những thương hiệu thép Việt mạnh tại thị trường phía Nam. Hãng này hiện đang chiếm 20% thị phần khu vực này, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông và đồng bằng sông Cửu Long, trong khi tại miền Trung hãng này chiếm khoảng 10%. Ngoài ra, hãng này đang có kế hoạch lớn sân sang các thị trường khác trong khu vực, đặc biệt tại Campuchia, Hiện Vinawan đang chiếm 20% thị phần tại thị trường này. Sản lượng sản phẩm của hãng sắp xỉ 200.000 tấn một năm, trong đó có đa dạng chủng loại sản phẩm từ thép cán nguội, thép cán nóng, băng cán nóng, vân vân. Đồng thời cũng sản xuất sản phẩm cơ khí và gia công thép tấm. Vinawan đã có mặt trên thị trường 10 năm, đồng thời cũng vừa đạt giải thưởng vàng và cúp vàng Việt Biêu. Đại diện hãng này cho biết, mục tiêu thị trường chiến lược của hãng là thị trường phía Nam và Campuchia. Tại sự kiện Việt Biêu năm nay, hãng cho biết muốn đẩy mạnh kênh tiêu thụ không chỉ nội địa mà còn có mục tiêu lấn sân sang nước ngoài.